Nhiều đồi núi với hoa trái bạt ngàn là điều kiện thuận lợi để người dân xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng phát triển nghề nuôi ong lấy mật. Sản phẩm mật ong ở đây được Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia công nhận không có dư lượng thuốc kháng sinh, không có hóa chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Điều này giúp nghề nuôi ong lấy mật nơi đây phát triển, xây dựng thành sản phẩm hàng hóa. Tận dụng mùa hoa na, hoa nhãn vừa nhà, gia đình bà Trần Thị Hoa nuôi 50 đo ong. Qua kinh nghiệm, bà Hoa nhận thấy nuôi ong ít dịch bệnh, không tốn nhiều công, vừa giúp tăng thu nhập mà lại có ích khi giúp thụ phấn cho cây ăn quả. Song vẫn phải theo dõi, quan sát sự biến động của đàn ong. Thết lá cây cứ quét dọn đi để cho nó sạch sẽ chứ, thì nó mới không bị bệnh. Ví dụ như là nó có những cái biểu hiện gì thì mình gọi bảo nó thôi, chứ còn mình cũng không phải mở ra liên tục đâu mà. Nó bay ra nó chia đàn, chia tổ thì nó lên cây kia. Mà mình không bắt vào thì để lâu thì nó sẽ bay đi mất. Nghề nuôi ong lấy mật xuất hiện ở Xuân Quang cả chục năm nay. Với vùng cây ăn quả rộng lên tới 325 ha là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển nghề này. Hiện xã có khoảng 150 hộ nuôi ong, trung bình mỗi năm mang lại trên dưới 50 tấn mật, doanh thu khoảng 15 tỷ đồng. Hiện nay ở một số thôn đang phát triển thêm những vùng cây ăn quả, chúng tôi đang vận động bà con là nhân cái ong ra, tại vì nuôi ong thì nó đầu tư chỉ một lần thôi và mình tự nhân được giống ra và cũng không phải chi phí tốn kém. Nuôi ong nó có cái hiệu quả giúp cho người nông dân phát triển được kinh tế. Năm 2018, Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh hỗ trợ xã Xuân Quang thực hiện mô hình nuôi ong mật chất lượng cao với quy mô hơn 200 đàn ong nội. Từ 10 hộ tham gia mô hình, Hợp tác xã Nậm Dù đã được thành lập gắn liền với thương hiệu mật ong núi đá. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và được cấp sao OCOP vào năm 2019. Quan điểm chúng tôi là làm trên cơ sở bền vững. Sản xuất chất lượng đến đâu thì mở rộng thị trường đến đó, và tới đây thì kết hợp một số các cái cây thảo dược của địa phương đấy, nó có nguồn gốc đấy, ví dụ như là cái tinh bột nghệ kết hợp có thể mật ong với sữa ong chúa để cho phụ nữ làm đẹp. Những bình mật ong núi đá nguyên chất được lấy từ tổ ong đặt trong môi trường tự nhiên, có hương thơm hấp dẫn, giá trị dinh dưỡng cao. Sản phẩm mật ong Xuân Quang giờ đã trở thành hàng hóa, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân.